Em chào chị. I love you, Chu Cà Mò. Chị chào hai em. Dạ, em chào em chị. Chào chị. Bây giờ chị giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhá. Tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp và chị đang đeo bao nhiêu cây vàng trên người ạ? Chị tên là Võ Minh Hiếu, ở phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Chị đeo trong mình chị là bữa nay hơn 20 cây. Chị ơi, chị đeo vàng gì có nặng không chị? Hồi mới thì đeo nó cũng hơi nặng, nhưng mà bây giờ thì nó quen rồi, nó không nặng. Rồi đeo hoài nó quen hả chị? Đeo hoài nó quen. Tại bữa nay đi Sài Gòn chị đeo ít đó, chứ hồi chị đeo 30 mấy cây. Chị cũng đeo hết đi, bữa nói chị đeo hết rồi. Tại chị đi Sài Gòn chị sợ. Chị sợ gì hả chị? Sợ ăn cướp. Chị ơi, đeo vàng như thế là sở thích của mình hay là sao ạ? Chị phải đeo vậy đó, từ xưa vậy đó. Từ hồi xưa là đã đeo nhiều vàng như thế rồi ạ? Cũng như hồi xưa thì chưa có tiền đâu có đeo nhiều. Ủa sao tự nhiên mà có tiền quá trời vậy? Thì mần dành dụm. Dành dụm rồi có tiền rồi sau này rồi má chị chết rồi má chị để lại cho chị 100 cây vàng cho nên chị giàu luôn. Giàu luôn. Bây giờ chị đang ngắm chị. Một chút xíu nữa sẽ có tiền để chị cho chào khán giả chứ. Đúng rồi, chị chào khán giả đi chị. Chào khán giả hâm mộ mà Minh Hiếu trong thời gian vừa qua. Minh Hiếu cũng cảm ơn cho mấy anh mấy chị và cảm ơn mấy em rất là nhiều nha. Dạo này mọi người hay nói thì cái câu của chị là I love you Chu Cà Mò, thì Chu Cà Mò nó nghĩa là gì chị? Tại vì người ta nói tiếng Anh không à. Người ta nói tiếng Anh rồi người ta nói tiếng Pháp đồ, còn mình đâu có biết cái gì, mình lên livestream thì mình cũng phải nói hài hước đồ một chút xíu, làm cho nhiều người mến mộ mình, cho cái gì nó mới người ta mới vô người ta coi nữa, để mấy đứa nó nản. Chắc là mọi người thấy chị lần đầu tiên mà chị lộng lẫy như thế này á. Tụi mình hôm nay đã trải cái máy Thái Lan xuất sắc luôn. Quá đẹp luôn. Bữa nay người ta nhìn chị người ta tưởng đâu 20 tuổi không. Ai cũng nói chị đẹp chân. Nhưng mà chị cho em hỏi nha, chị chuyển giới. Từ ngày chuyển giới đến ngày hôm nay là chị được bao nhiêu năm rồi? Chị chuyển giới hồi năm 2004. 2004. Nay là 16 năm rồi hả? Mà chị có bí quyết gì có thể giữ cho mình nữ tính và trẻ trung như vậy không? Chị, tại vì mình ở nhà quê mà mình đâu phải như người ta ở Sài Gòn ha, này kia nọ rồi người ta gành ghẻ ba cái đó. Còn chị ở quê thì chị không có biết gì. Hồi mới đầu tiên thì chị chưa chuyển giới thì chị có chích hóc môn. Bây giờ thì còn chích không chị? Bây giờ thì chị không chích nữa. Sao vậy? Tại vì chích vô nó nhức quá. Mỗi lần đi phải đem lại bác sĩ chích nữa. Còn nhiều đứa nó gan ở nhà lụi vô đại chị nhắc. Cái khách sạn chị đang xây ở dưới quê của mình khi nào xong? Trời ơi, chị lu bu dữ lắm em ơi. Chị cất hôm đó nay là 3 tháng rồi. Nhưng mà phải 5 tháng nữa là nó mới xong, nó hoàn thành. Cái đường quyền chị đi là ai chỉ cho chị cái đấy á? Tự chị mà tự chị suy nghĩ ra chị đi à, chứ không ai dạy, chứ mà không ai xúi á. Vậy giờ chị chỉ lại cho bọn em đúng không ạ? Là giờ chị làm lại á? Làm lại cho bọn em làm theo á. Dạy cho em làm hả? Chị có cần đưa tiền đô không? Bây giờ ở đây chỉ có tiền đô mà chỉ có tiền Việt, chị đi ra được, tiền Việt rồi đó. Chị lấy tiền Việt đi nào, bắt đầu chuẩn bị nè. Muốn đường quyền dài quyền và cho tụi em xem đi. Phải là tại vì đi đường quyền là phải có tiền mới đi được. Ngày xưa là chị có đi có học võ mà sao đi đường quyền nhuyễn quá vậy? Không, không học võ. Vậy mà đi nhuyễn gì vậy hả? Ví dụ mình có tiền mới đi đường quyền. Vậy chứ. Chị làm theo. Nếu mà gặp một người là chị đi đường quyền kiểu này, mày gặp hai người là chị đi đường này. Rồi ba người sao chị? Ba người bên đây luôn. Duyên dáng quá. Đi không dám đem nhiều, đem có ba mấy triệu à. Đem có ba mấy triệu à. Sao giờ xong á, sống đem nhiều. Sao anh ta giật đồ? Sao anh ta giật đồ? Đem đúng có ba mấy triệu hả? Lỡ nó có giật ba mấy triệu về nhà còn chứ, để đem hết rồi mai mốt nó giật hết. Chị ơi, sợ vô chuyện làm bao nhiêu lượng vậy mà thấy to dữ vậy. Luôn cái mặt á thì hơn 10 cây, còn như cái sợi dây không thì 9 cây mấy. 10 cây chứ nhiêu hả? Dạ. Có 10 cây chứ nhiêu. Ừ, đúng rồi. Mọi người biết đến chị là qua, thật ra là qua cái việc chị là chị em với một cái chị khác nữa, mà bây giờ chị đi hiện ở bên Mỹ, và sau đấy hai chị em xảy ra một cái mâu thuẫn với nhau. Cái gì mà tiền hội hàng gì đó. À, để chị làm tính không có nói, nhưng mà đó. Tại vì mấy em hỏi thì chị cũng nói luôn. Tại vì là lường gạt chị, là kêu chị cho chơi hụi rồi hốt hụi đồ này kia nọ. Rồi cái mới đầu bác gửi tiền về, bác kêu mình cho từ thiện. Cái mình cũng tin tưởng bác, cái mình cho từ thiện. Cái bác gửi dầu đồ về, nước xanh đồ vậy đó, thuốc dán đồ gửi cho người ta đi em. Mình giàu mà, mình cho đi em, cho đi. Chị cho hết trơn luôn, mai mốt bà từ tiền hết trơn luôn. À, bà trừ tiền lại hết. Ờ, rồi sau này á, bà chơi hai phần hụi, bà nói cho chị chơi hai phần hụi đi. Rồi á, chị hốt để chị làm từ thiện. Hốt xong xuôi, mới vô lần đầu, cái lần sau bà hốt mà cũng như là để cuối bà mới hốt từ thiện. Mới vô lần đầu, lần sau cái bà kêu bà hốt. Bà hốt xong xuôi rồi cái bà giật luôn, bà không đóng luôn. Bà kêu chị cho bà mượn 50 ngàn đô nữa, chị không cho.
chị nhờ anh Tâm ở bên Úc á nói giùm á, chứ thôi là chị bị bả 50.000 đô nữa. Rồi cuối cùng tiền hụi bả có trả chị hết chưa? Giật luôn, giật luôn, giật luôn rồi bả trận Facebook Zalo luôn. Rồi bây giờ bả không trả tiền luôn, rồi anh Tâm á, ở bên Úc anh thấy gì tội nghiệp anh mới cho tiền chị ra đóng hụi đồ phụ. Rồi người này người kia chị Ngọc Hiếu rồi ở Sài Gòn cũng cho chị người mới mới gì đó rồi đóng. Rồi cuối cùng là mọi người cho lại cho chị hết tiền hụi hả? Cho chị gần đủ. Bao nhiêu nè chị? 100 mấy chục triệu. Có 100 mấy chục triệu chứ nhiêu. Có 100 mấy chục triệu chứ nhiêu. 100 mấy chục triệu thì nó cũng không có nhiều. Nhưng mà điều cũng như mình thua cái bà này như vậy đó mình tức. Chứ 100 mấy chục triệu thì như con bò rụng cọng lông, cũng như cây me rụng lá vậy đâu nhầm gì. Là một người làm ăn rất là giỏi á, làm có thể ra được 7 miếng đất ạ. Với hôm nay chị đến đây chị có tặng bọn em miếng nào không ạ? Chị có tặng bọn em miếng nào không ạ? Chị có đem theo không chị? Trời ơi, em cứ tưng chờ cho đem theo quá trời. Ngày hôm qua tính đem theo rồi anh Tâm ở bên Úc anh kêu em đem theo đi, mà em nói anh làm cái chi á, mời em mà không có nói cái vụ 7 miếng đất, mà không có kêu em đem chứ hỏi em đem rồi, mà đem lên đây rồi sách bỏ trong tụng, mà lỡ nó tưởng đâu có tiền ở tổng nó giật cái tụng rồi về 7 miếng đây mần cũng giấy đồ lại nó khó khăn nữa anh ơi. Nếu mà nói là anh đã đem rồi đó. Sao chị không nói? Tại chị quên. Mà nếu mà chị đem lên bữa nay chắc chị đi ra công chứng chị sang tên cho em luôn quá. Chị sang tên cho em luôn quá. Tại vì em quá trời đẹp trai từ nãy giờ chị thấy chị muốn rớt tim ra ngoài không? Chị muốn mệt trong người nãy giờ làm như lên máu vậy. Khi mà mình vô tình trở thành một cái hiện tượng mạng á, chị thấy như thế nào ạ? Chị không có nghĩ là chị nổi tiếng như giờ. Trời ơi, giờ đi tới đâu người ta xin chụp hình quá trời luôn. Chị mới vừa ngủ dậy là chị phải gắn lông mi, rồi chị phải xức vô miếng kem cho nó đẹp đẹp chút xíu để người ta chụp hình cái nó xấu. Mà bây giờ là chị không có nghĩ là chị nổi tiếng mà chị phải lên tới TV hay là lên truyền hình đồ này kia. Mình ở giường mà mình đâu có biết cái gì vụ này. Người ta thấy mình nói thiệt tình người ta thương. Dạ, cái cảm giác khi mà mình thức dậy và mình cảm giác là có nhiều con, cháu, bạn bè nhận mình làm cô, làm chị. Nhiều fan như vậy đó. Dạ vâng. Trời ơi, trong lòng chị thế nào? Nó gọi giết mà không có ngủ luôn, bây giờ sật sự y như bị xì ke vậy. Sao bị xì ke? Gọi không phải, cũng như là mình không có ngủ nghe được, rồi cái mình ngật ngày ở trong mình á. Rồi à, mình ngơ luôn vậy đó. Cũng như là nó gọi tối ngày sáng đêm luôn. Cô ơi, con mến cô quá. Mẹ ơi, con thương mẹ quá à. Mẹ ở đâu, con đi thăm mẹ này kia nọ, nó làm tối ngày. Em thấy người ta cho đồ, cho quà chị rất là nhiều luôn. Cho nhiều dữ lắm, ăn không hết luôn. Ngày nào cũng có 3-4 người. Nhưng mà ngoài việc đó thì cũng có những cái bạn kiểu sẽ bình luận rất là bất lịch sự về những cái clip của chị ạ. Nhưng mà chị không quan tâm mấy người đó. Tại vì biết sao không? Tại vì mấy người đó là tại vì người ta ganh tị. Một là thứ nhất người ta không đẹp bằng mình. Cái thứ hai á, là người ta xấu hơn mình. Cái thứ ba là người ta lùn hơn mình. Mà cái thứ tư là người ta nghèo hơn mình. Cho nên là mình giàu và mình sang trọng. Bây giờ mình là thế giới thứ ba. Nhưng mà mình đi ra đường đó là kẻ đưa người rước, kẻ tôm người trọng. Tại vì mình đi ra cái mình tèo lên xe du lịch mình đi, còn họ chạy chiếc xe đạp một cặp. Cho nên đó, hả, họ ganh tị với mình. Cho nên chị không quan tâm tới mấy người đó. Mà cái người mến mộ chị rất là nhiều, rất là đông. Mỗi lần mà chị live stream ha là 10k. Cho 10k chứ nhiều. 12k, 11k, có khi 7-8k chứ nhiều. Ít xỉu hà. Bữa nào mà ít lắm hen chị mà live khuya hen 12 giờ đêm á là 5k mấy. Còn những người mà người ta 1-2 người á, người ta tạo nick giả, người ta vô người ta không có live stream mà người ta cũng không có để hình thiệt của người ta để con chó heo gì đó. Người ta lên người ta bình luận tầm bậy tầm bạ, chị đâu có quan tâm. Quan tâm mà chị ha. Nhưng mà cho em hỏi nè, sao chị, em thấy rất là nhiều cái clip chị quay toàn là chị chửi không vậy? Nhưng mà ở ngoài đời chị có vậy không? Không, ở ngoài đời chị hiền khô, hồi nãy giờ chị lên đây tụi em á ai cũng thích chị chứ. Đúng rồi. Người ta nói chị bây dễ giờ mới thương. Thắc mắc nè. Tại vì bức xúc quá bị người ta dịch hụi. Cũng như chị lên chị chửi là để chị cứu nhân độ thế. Coi như là chị cũng như là cho bao nhiêu người khác á, không có được bị như mình. Thí dụ giờ mình lỡ bị vậy rồi mình có tiền mình xây sở được. Còn như cái người mà lỡ người ta nghèo hơn mình đó, người ta không có xây sở được cái tội nghiệp người ta. Còn cái con này lỡ lên nó lường gạt không. Nó lên vậy Tam cung nguyệt kiểu đứng đầu mẫu nghi thiên á hà, lòng dạ dối gian. Dối gian lường gạt không. Mà lường gạt nhiều người không chị? Lường gạt dữ lắm. Trời đất ơi, mua thịt quay của người ta ha. Heo quay lên cho ngưỡng 1-2 kg cho xong rồi không ta tiền cái bà bán thịt quay luôn 40-50 triệu. Giờ bà khóc bà la làng kìa cưng ơi. Coi như đó là mình làm cái đó là cũng là cái đức đó chứ đâu phải chị chửi. Chửi là chửi con đó thôi chứ đâu có chửi tầm bậy tầm bạ đâu. Chứ nhiều khi chị chửi là mấy người quýnh lộn, quýnh lạo đồ 4-5 đứa mà nó quýnh một đứa chị mới chửi mấy đứa đó đặng cho mai mốt nó đừng có quýnh nữa. Chị, nhưng mà có một cái đoạn clip em xem mà chị nói gì? À, chị em kiếp này kiếp nọ đó mà cái cảm xúc gì mà chị nói cái đoạn đó gì? Cũng mà như rất là nhiều người thích. Cũng như kiếp này cũng như là thí dụ giờ chị em mình gặp nhau như bữa nay là cũng như là có cái duyên. Cho nên là kiếp này mình gặp nhau thì mình chơi phải cho nó bền. Cũng như lúc chị khổ rồi cái chị mua chiếc xe Honda, mua góp.
thì góp chưa có hết, còn thiếu người ta 8 triệu nữa, nhưng mà cũng như lúc đó mua xe 10 mấy triệu, rồi góp không nổi, cái mần không được, rồi đi hát hội chợ được cũng vất vả. Cái cũng như tới ngày góp mà không có tiền góp rồi, để thiếu người ta mấy tháng rồi, cho nên người ta chặn, người ta lấy xe mình. Người ta nói là người ta gặp người ta lấy xe lại. Chị mới năn nỉ nhỏ bạn là Mỹ Duyên, rồi mượn của bạn chị 5 chỉ vàng, rồi chị mới trả tiền, chị bán ra chị trả tiền chiếc xe cho người ta, đặng mình lấy cái da cặt quẹt mình về, chứ thôi là mình lấy cái giấy mô tô mình chạy không à. Mỹ Duyên bạn của chị thì cho mượn 5 chỉ vàng, mà lúc đó vàng thì 500 ngàn một chỉ, tới chừng mà vàng nó lên, nó một năm sau á, vàng lên tới 600 mấy lần, nhưng mà bạn chị cũng vẫn lấy 500 ngàn. Nó lấy đủ cái số tiền đó, 5 chỉ là 2 triệu rưỡi thôi, chứ nó không lấy dư. Cho nên cái tình nghĩa chị nhớ hoài luôn. Nhiều khi bây giờ á, chị không có cần nó cho mình cái gì hết, mà thí dụ chị đi đâu hay chị sẵn trên đường mà đi ngang nhà là chị mua đồ chị cho, hay là 2-3 bữa rồi chị rảnh là chị chạy xuống chị cho, mua này kia cho, nhưng mà nó không lợi dụng gì mình, nó cũng cho lợi hả, chứ nó không có nghĩ là mình cho mình đền ơn hồi xưa. Bạn tốt. Đúng rồi, chứ mình đừng có lường gạt ha, mình nói xạo nói láo, chị không có thích như vậy. Rồi cho nên á, chị mới nói là kiếp này mình gặp nhau chứ kiếp sau mình đâu có gặp nhau nữa đâu mà mình lường gạt. Chị ba có lường gạt em đi nữa thì chị ba không trả, kiếp này thì kiếp sau cũng phải trả cho em thôi. Chị rất là thiệt tình đó em. Chứ một người ở bên Mỹ, người ở bên đây, chị quen ở trên Facebook thôi, chị đâu có biết gì đâu mà tự nhiên chị cho hốt 2 phần hụi, 10 mấy chục triệu. Chị đưa một sợi dây chuyền, một cây 2 nữa. Nhiều khi người ta thấy cái giá trị em mình nó thiệt tình, tình cảm, người ta lợi dụng. Mới đầu gửi đồ về cho mình á, bắt con tép nhử con tôm, rồi á, lợi dụng mình, rồi bà kêu cho nạp cạc người này người kia người nọ, người 500 ngàn cho giáp vòng hết trơn à, bà mượn của mình không à. Mới đầu thì bà cũng trả, thí dụ 5 triệu cái bà gửi về 300 đô mình đổi được 7 triệu, rồi thí dụ mình nạp cho bà 10 triệu hay cho người này người kia vậy đó, là 10 triệu thì bà gửi về mình 500 đô, cho nên mình đổi có lời, bà cho mình cái lẻ. Rồi cái mình ham, cái mình làm ngoài, cái bà dồn vô, rồi bà tính vô luôn, rồi bà giật luôn. Lúc trước em có thấy chị nhắc về nhân vật Hùng với Tư Nha á, cho em hỏi là hai bà đấy bây giờ khỏe không ạ? Trời ơi, chị có biết đâu, chị lên chị chửi đã vậy chứ, chị không biết. Chị lên chị chửi đã vậy chứ, chị không biết. Ông Hùng là ai, bà Tư Nha là ai? Ủa chứ sao tự nhiên mà kêu tên Hùng với Tư Nha? Bà ba và Ngọc, bà xúi chị chửi đó. Rồi cái cũng như là chị cho bà mượn tiền rồi bà xúi vậy đó. Rồi cái chị chửi đại vậy đó, đặng cho, đặng bà ta tiền cho mình. Cũng như chị chửi đại Phong Long vậy. Chị không biết. Mà chị không biết mặt người ta luôn hả? Không. Mà chị không biết mặt người ta luôn hả? Không. Chị chửi Phong Long vậy đó. À, chị ơi, lúc trước đó, chị có nói là chị học tới lớp 3 thôi. Thì làm sao mà chị có thể nhiều từ vựng đến nỗi mà cái những cái đoạn chữ của chị rất là trôi chảy và đúng rất là rồi. Nhiều từ vựng ấy ạ. Chị có suy nghĩ hay là viết ra trước không? Mà, không. Mà chửi xong vần đó vậy. Cái này chửi cũng như mình hát cái lương vậy, như hát cương vậy đó. Rồi nếu mà coi đông quá là sung lắm, chị chửi đại chứ đùa, chị chửi mau lắm. Chị làm góp ghẻn à. Còn nếu mà ít người coi cái làm như chị bực mình, cái bữa đó thì chị chửi ít. Hai chị mình chửi nó khựng khựng, nó không có được suông câu. Càng có đông là chửi càng sung, càng sung. Càng đông là càng sung. Dạ. Như chị hát đám cưới cũng vậy nữa, đám cưới mà hen 500-700 người gì đó hen, mà coi đông thiệt là đông là chị sung lắm. Chị nhảy một hồi chị thở không nổi luôn. Tại vì mình đặt túi ngực cái mình nhảy nhiều quá cái mình mệt. Còn mà không có ai cái chị ca làm như nó không vô tông vậy. Kỳ cục vậy đó. Ủa chị ơi, vậy bây giờ đang có rất nhiều người xem chị. Vậy bây giờ chị tặng mọi người một cái câu hát cải lương được không ạ? Giữa tháng năm trời đông mà lạnh quá, lạnh này là lạnh nước đá, lạnh đây là lạnh ở ngoài da, lạnh của chị ba vàng ngọc chưa có trả tiền, ngủ trên ly quăng mà lăn qua lộn lại, sao em nhớ tới tiền của chị ba, sao chị đi xa mà chị giật nợ ở quê nhà, chị đúng là con gà công nghiệp nha chị ba. Em có một câu hỏi cho chị đấy nhá. Tại vì á, cái hiện tượng mà chửi trên mạng xã hội rất nhiều, nhưng mà chị có biết lý do vì sao mọi người lại yêu mến chị không ạ? Tại vì có những người chửi nhưng mà người ta không có thích. Chị cũng hỏi nữa, chị sao chị thắc mắc hoài, sao chị chửi gian trời đất nước luôn mà sao tự nhiên rồi mấy bà tự nhiên thích tôi vậy, rồi mấy em sao tự nhiên thích cô. Trời ơi cô ơi, mẹ con á hả, tối ngày á mẹ con á coi cô hoài hả, mẹ con nói cô chửi mà cô có duyên, cô chửi mà cô có duyên. Cô chửi mà cô dễ thương, nhưng mà cái mặt của cô có hậu chứ không phải cô chửi như người ta. Mình cũng hỏi người ta rồi người ta nói vậy á, rồi mình mới biết là mình có duyên thôi, chứ chị nghĩ là chị không có duyên. Tự nhiên rồi chị nghĩ đâu, chị đâu có nổi tiếng gì đâu, sao tự nhiên nhiều người mến mộ quá trời luôn vậy đó. Nhưng mà khi chị quay clip đâu đó, chị đăng lên đó, chị có nghĩ là chị quay clip lên vậy này chị sẽ được nhiều người thích chị không? Không hay suy nghĩ. Quay chơi vui vậy thôi. Quay vui vậy thôi à. Chứ chị không có nghĩ là mình nổi tiếng như giờ. Khi mà chị cảm thấy có nhiều người yêu mến mình như vậy, nhưng mà mình là một người trong cộng đồng LGBT đi, thì chị có cảm thấy là mình sẵn sàng để đón nhận cái sự yêu mến rất nhiều đó chưa ạ? Sẵn sàng đón nhận. Chị rất là mến mộ mấy đứa em. Tại vì cái fan của chị
rất là mà thế giới thứ ba rất là nhiều. Vâng. Mà mỗi lần cái người ta vô người ta chửi thế giới thứ ba, nó không dám chửi lại, nó kêu chị chửi không à. Nó phanh toàn lại vậy nè, cái nó gửi qua cho chị tờ, nhiều khi chị tức chị ngủ không được vậy. Thay vì nó vô nó chửi phụ mình, nó không chửi đâu, nó kêu mình lên chửi không à. Mà nó cũng là thế giới thứ ba mà nó không chửi, thay vì nó chửi đi rồi mình vô mình phụ mình chửi. Cái này không có đâu, nó phanh tròn lại, cái đó là người đó chửi cô vậy, thế giới thứ ba. Mà nó cũng là thứ ba luôn mà nó nhắn tin cho mình không à. Tối ngày hết đứa này tới đứa kia nó nhắn tin á. Cô ơi bây giờ cái người này thiếu tiền con, cô lên cô chửi giùm con đi. Mấy đứa nhỏ tối ngày mà nó lên nó kêu chửi hoài à. Nó nói trời ơi chửi hoài giết người người ta. Phạt Facebook. Mấy đứa nó ghét mình, nó vô báo cáo cái phạt 30 ngày. Cái chị làm cái Facebook kia, cái chửi nữa vô phạt 30 ngày. Mà giờ chị làm 4 cái Facebook gì, 4 cái Facebook gì. Ăn chửi cái này còn cái kia, ác dễ sợ luôn vậy. Nó gầu ghê vậy. Nó gầu ghê vậy. Gầu lắm hả chị? Gầu lắm hả chị? Chị bảo là chị có 10 người chồng rồi là cái đấy là thật đấy ạ? Thật. Chị nói thật không mà ít nào chị nói láo lắm. Bây giờ chị kể từ mối tình của chị đi. Bây giờ nó nhiều quá, nó gãi gác tùm lum hết trơn, giờ kể biết nào hết. Mối tình ấn tượng nhất mình khoanh tròn là chừng 3 người hay 5 người thôi chị mình kể. Bây giờ thôi chị kể hai đời chồng sau này đi. Ừ. Chứ giờ mấy cái kia chị lâu quá chị cũng quên. Cái người mà chị đang ở bây giờ nè, hiện chồng bây giờ đang ở, là hồi xưa chị quen mấy năm về trước rồi anh ta. Mấy là anh ta nói hôm bây giờ ảnh là con trai út, ảnh nó phải có vợ mới được. Anh cũng thương em mà, nhưng anh phải có vợ chứ để má anh sau này rồi không ai thờ cúng. Mình nghe nói vậy thì cũng được thôi, vậy mình buồn. Buồn xong rồi chị chia tay rồi chị đi về, rồi chị không tới lui nữa. Tánh của chị tự ái lắm, chị tự cao lắm. Ví dụ người ta thương mình thì mình thương lại, còn người ta không thương mình thì thôi mình không thương lại. Chứ mình không có lị người ta. Cái đầu chị mới chia tay với cái anh sau này. Cái anh ta đi cưới vợ, anh ta có một đứa con rồi. Năm nay là năm 2020, năm 2017 là chị có quen với cái người đó. Cái quen với chị cái đám hỏi. Đám hỏi xong thì đợi tới năm sau mới đám cưới. Tới năm sau đám cưới thì cái năm đó thì anh ta ảnh cũng kiểu như ảnh thấy mình vậy, rồi ảnh cũng muốn lợi dụng mình. Ảnh kêu mình phải sửa nhà sửa cửa. Bây giờ đám hỏi xong rồi mà ảnh kêu là bây giờ gần tới đám cưới rồi em ơi. Đám cưới rồi bây giờ hả ha, em sửa nhà đi chứ để không sửa nhà đi rồi bạn bè lên rồi thấy cái nhà anh chưa tô chưa lắp gạch nó cười. Nhưng mà cái nhà rộng dữ lắm em ơi, chị làm chị tính rồi cỡ 300 triệu nó mới đủ nữa. Mà chị nghĩ là chưa chắc gì ăn đời ở kiếp với mình. Thí dụ, chưa có gì hết mà kêu mới kêu sửa nhà. Nếu mà ở với mình vài năm sau mà vài trăm triệu thì mình cho cũng vẫn được. Chưa gì trơn mà đòi hỏi vậy, cái chị thấy thằng này nó lợi dụng rồi chị thôi bỏ. Cho lui cung liền phải không? Lui cung rồi, đám hỏi xong rồi chị bỏ, chị không đám cưới. Tới ngày đám cưới xong rồi cái đầu cái chị hồi ở bên đây, cái anh bên đây cái tự nhiên thôi vợ. Có đứa con rồi tự nhiên cái thôi vợ xong cái anh ta điện cho chị. Chị đang buồn bực cái anh đám hỏi này, cho nên cái chị bỏ cái thằng này xong mới đầu cái chị nhận lời thằng này. Chị nói bây giờ nếu mà anh thương tôi là anh phải đám cưới tôi mới chịu. Giờ mình phải làm eo làm sách lại chứ. Hồi xưa mình thương người ta, cái người ta đi cưới vợ. Nhưng mà anh chịu không chị? Chịu chứ không chịu, chị đâu chịu cưng. Là chị đám cưới anh này luôn. Đám cưới linh đình luôn. Trời đất ơi, rước dâu bằng xe mui trần luôn, đi nghẹt đường luôn mà xe 7 chỗ với 4 chỗ không. Chị làm nổi lắm. Xong chấn động luôn hả? Chấn động luôn. Cái đám cưới với anh này xong là chị bỏ anh kia. Là đám cưới này là hiện tại giờ đang ở với anh này. Giờ chị cũng vẫn còn ở. Là được bao nhiêu lâu rồi chị? Bữa nay một năm mấy rồi. Sao hôm nay chị không dẫn anh lên giới thiệu với mọi người? Tại vì anh hiền lắm. Anh hiền nên để anh hiền. Anh hiền ít nói chuyện, sợ nhiều khi lên rồi cái mấy em hỏi này kia anh rung á. Anh khớp. Anh khớp anh trả lời không được. Rồi bây giờ cho em xin phép quay lại về cái chuyện chị chuyển giới. Trước đó thì chị giả gái đúng không ạ? 8 tuổi gì đó chị đi học, chị không nhớ mấy tuổi nữa, nhưng mà chị lúc còn nhỏ thì chị điệu gì đó. Chị đi chơi với con gái không à, mình đâu có biết mình là như vậy. Rồi mình đi chơi với con gái rồi cái mình đi nhảy dây đồ không à, chứ không có chơi với con trai. Rồi sau đó thì một cái thời gian đó thì chị lớn lên được cái chị may đồ biêu ma. Chị mặc đi cà điệu gì đó, cũng như mấy đứa mà điệu giờ vậy đó. Rồi cái chị ham sơn móng giò móng tay lắm. Hồi xưa mà nghèo đâu có tiền đâu. Cái mình đi chọc lá chuối rồi mình bán ở dưới quê đó. Cái mình đi hái bông su đũa rồi mình đem ra chợ bán rồi về cái mình sơn móng giò móng tay. Ham lúc đó là chị mặc đồ con gái chưa? Chưa. Đâu có tiền đâu mai đồ con gái đâu mà. Rồi có ai trêu chọc chị không ạ? Có chứ. Kêu chọc chị quýnh à. Mấy đứa nhỏ kêu chị đi ngang cái BD là nó chạy thúc lúc là bữa sau chị chặn đường chị quýnh. Chị ghét ai mà kêu BD lắm. Tại vì hồi xưa cái lứa tuổi của chị là hồi xưa không có BD nhiều, không có thế giới thứ ba của mình. Cho nên bây giờ là cái tớp sau này cỡ khoảng mười mấy 20 tuổi sau này nó mới tiến bộ lên rất là đông. Dạ. Cho nên bây giờ nhà ai cũng có hết trơn rồi, cho nên không ai nói ai hết trơn. Hồi xưa nói người ta giờ hả con mình BD, cháu mình BD không. Cái bữa hổm chị lại đằng kia chị ngồi chị nói kìa. Nó thấy chưa hồi đó bà cười tôi. Bây giờ con bà cũng vậy đó. Con bà cháu bà đó. Rồi trên đó.
người ta bê đê mà người ta giàu còn đỡ, rồi gặp cái con cháu bà nó nghèo đi, gần xu bà nay à. Xu bà nay à. Cái việc mà chị nghỉ học sớm là do chị tự nghỉ hay là do gia đình bắt nghỉ ạ? Tại vì hồi xưa đó thì không có tiền đóng tiền trường. Vâng. Thì nghèo rồi cho nên á, chị học cũng dở nữa. Rồi cho nên mình cặp dê đồ người ta không, hàng kế bên nó bị quánh đàn hồi chị cũng bị luôn. Mà cặp bà ấy hả chị? Ờ, chị ngồi dòm liếc liếc nó đàn hồi nó bị quánh là chị bị quánh luôn. Chị học tới lớp mấy mà chị nghỉ? Chị học lớp 3 chị nghỉ hả? Đây mới thắc mắc là vì sao học lớp 3 mà có nhiều từ để có thể nói năng trôi chảy đến như vậy. Học lớp 3 nghỉ. Học lớp 3 chứ chị đọc chữ cũng chạy, nhưng mà điều nhiều khi mình viết là hơi tật chính tả chút thôi. Dạ. Tính tiền không ai tính đợi. Cha tiệm vàng mà đứng bấm gì lần hồi chị tính rồi đó. Tính trước máy tính hả? Ờ, chị tính máy tính, chị sợ lộn. Vậy là chị không bao giờ tính máy tính? Không, tính máy tính nó lộn cưng ơi. Này mày map nó nhảy lộn là mình lỗ đúng không? Ờ, nhiều khi nó hết pin nó nhảy lộn là chết à. Chị là một trong những cái, theo em thấy đó, là một trong những cái lớp đầu tiên của người chuyển giới tại Việt Nam. Cái cuộc sống của chị hồi trước các chị khi là một người chuyển giới nó có khó khăn nhiều lắm không ạ? Cũng như cái thời gian hồi mới vừa lớn lên á, cái chị để tóc dài tới vai về cái đầu, cái tới chừng năm 15 tuổi thì mình đi làm giấy chứng minh rồi. Cái ra cái công an kêu mình phải hớt tóc. Rồi chị có hớt tóc không? Có, hớt tóc về khóc mấy ngày không ăn cơm luôn. Cũng như mình buồn á, tới lớn lên rồi cái mẹ kêu có gia đình. Mẹ kêu mình phải có gia đình thì mẹ đâu có biết gì đâu. Có gia đình là bắt cưới vợ hả chị? Bắt cưới vợ. Cái xong cái chị mới bỏ nhà đi. Chị ra ngoài đường chị đi, chị mướn nhà chị ở. Xong rồi cái thời gian đó thì chị cũng làm con gái luôn. Từ khi ra đường chị mới làm con gái hả? Ờ, cũng như lúc đó là mẹ không la nữa. Rồi cái câu chuyện mà hồi xưa mẹ bắt chị lấy vợ hả? Thì mình đâu có chịu. Vâng. Mình không chịu, xong rồi bắt đầu cái mình mới bỏ nhà mình đi ra ngoài, mình mướn nhà mình ở. Bây giờ mấy đứa mà thế giới thứ ba nó hỏi cô ơi, giờ cô tính làm sao, bây giờ gia đình con không có biết con vậy. Cô chỉ một con ơi, nói về giờ con mướn nhà ở đi, giống như cô hồi xưa vậy đó. Rồi con nói con là bóng, con không chịu con gái. Con thấy cái đó là con xỉu. Mà chị thấy chị xỉu hả? Xỉu hả? Xỉu 3 ngày á. Chị ngồi vậy xong rồi chị thấy chị xỉu nữa. Thấy có ai mà xỉu vậy? Thì để câu chuyện thấy mà xỉu đi. Trời, cưng hỏi nhiều cái chị không biết đường trả lời luôn. Thì đó con nhỏ kia mới đẻ có mấy tháng hà, mà mẹ nó cho nằm trên giường đó, rồi cái nó đi tiểu đó, rồi mẹ nó thay tả. Chị vô chị thấy không mà chị xỉu liền. Mẹ nó đâu có biết cái gì. Chị da đầu vô cái cạnh cửa tưởng đâu chết nữa. Chứ phải thấy người lớn thì chắc chị xỉu luôn á, chị đi luôn rồi. Hồi xưa mình nghèo mình đâu có tiền đâu. Chị mua ve chai lông vịt á, chị gánh đi cực khổ lắm. Đi vô trong mấy cái đường ruộng, đường đồng gì nè, mà nhiều khi á người ta bán mấy cái bình cắt ki mà nó nặng quá, chị gánh là chị té lên té xuống chị gánh không nổi. Hồi đó chị ốm gì lắm. Rồi từ ngày mà chị giàu chị có tiền cái làm như chị ăn được ngủ được, giờ nó mặc chị đó. Chứ hồi xưa chị ốm gì lắm. Chị ốm hơn Lâm Khánh Chi nữa đó. À. Mà tay chị nổi gân nổi đồ dữ lắm, chị xấu lắm. Nhưng mà bây giờ á mặc đồ là phải hót cái bụng đồ vô dữ lắm. Bây giờ mập về mà thèm ăn hoài hả cưng ơi? Chị giảm cân đi. Giảm không được, thèm ăn hoài sao giảm? Ngồi quay xong này 5 giờ chắc đi ăn nữa hay gì thì sao giảm? Em không hiểu là tại sao từ một cái người khó khăn như vậy chị có thể đổi đời sang một cái người rất là giàu có và dư giả như vậy. Thì ngày xưa chị cũng rất là nghèo, chị cất cái nhà lá chị ở thôi, nhưng mà chị mướn đất. Năm 25 tuổi là chị mua đất chị cất nhà luôn. Tự nhiên con chó của ai không biết nữa, nó vô nhà nó ở rồi cái chị làm ăn rồi cái làm ăn được giàu luôn vậy đó. Người ta nghĩ là chị túng số không à. Ai cũng nói trời ơi, mình hiếu nó túng số nó có cho gì không, cho cậu không. Người ta hỏi mấy cậu mấy gì của mình, nhưng mà mình không có túng số, mình lấy gì mình cho, mình bằng ăn không à. Cái đầu cái bà kia bà lợi bà bán giải gớp, mà bà bán giải rất là nhiều. Cái giờ bà cũng như bà chán bà không bán nữa, bà như bà bị người ta giật á. Mà bà thấy mình cũng lanh lợi khôn khéo được vậy đó, bà nói thôi bây giờ cưng bán đi, chị đưa lại cho cưng bán, rồi cưng bán rồi cưng trả chị từ từ. Thôi tự nhiên đâu mà hên dữ trời, tự nhiên mình không có vốn không liếng gì trơn á. Cái tự nhiên bà đưa giải cho mình bán, cái chị chở lên chiếc xe đạp á, chị chất lên rồi chị chất hơn sau này chị đẩy chị đi bán góp vòng vòng, người mua 5 bộ 3 bộ rồi góp. Mà bán đồ góp hồi xưa mà tụi em biết không, đó là mình giàu mình mới có tiền bán. Cái người ta thấy mình vậy đó, người ta tưởng mình giàu, người ta tin tưởng mình. Rồi cái bà bỏ giải cho chị là bán xong rồi mới trả tiền, chị đâu có bỏ tiền ra. Tới chừng đó là chị ra chợ cây lậy là chị mua thiếu ai cũng bán hết. Chị trả tiền cho bà xong rồi cái đầu là chị không còn làm ăn với bà nữa, bà nghỉ rồi. Chị ra chợ chị cắt giải, cắt ví dụ 10 triệu chị trả 5 triệu, thiếu 5 triệu đầu chị gom, mới đầu chị ra trả, cái mình cắt cái mới. Đại gia vải rồi đại gia bất động sản. À, theo như chị kể thì cuộc sống chị đang rất là hạnh phúc, rất là đầy đủ, rất là có nhiều tiền. Thì dự định ước mơ tương lai của chị như thế nào? Như chị ước sau này là chị cất khách sạn rồi đầy đủ xong rồi chị không còn cho mượn tiền góp nữa. Thay vì mình cho mượn tiền á, thì cũng có người dày người khác, cho nên nhiều khi người ta thiếu mình hay là mình lên mình chửi mình la làng la sớm hoài thì nó cũng kỳ. Bây giờ chị ước mơ á là
cất khách sạn xong cái mình làm có tiền, sau này cái mình đi chùa đi núi, ví dụ mấy anh mấy chị mình mà đi cho từ thiện rồi cái mình phụ vô. Còn như hiện bây giờ thì mấy anh mấy chị cho thôi chứ chị không có phụ, chỉ mình bỏ cái công ra thôi. Giờ xây khách sạn xong nè, rồi khai trương khách sạn nè, xong rồi lúc đó là rảnh rỗi là chị em mình có đi làm từ thiện thì hú thì em hai chị em đi làm chung. Tươi à ha. Rồi bây giờ sắp hết chương trình rồi, chị có muốn tặng khán giả thêm một bài hát? Chị hát một bài nào tặng khán giả đi chị. Bây giờ em xin hát một bản cũng vắn tắt thôi em tặng cho khán giả, tặng cho fan của chị mến mộ chị trong thời gian qua. Chị cũng cảm ơn em rất là nhiều nha mấy em. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dịu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay ấy lâu ngắm lệ ngàn đời biệt ly. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng xuyên qua hàng lá, giấc mơ đời ta theo chiếc xe trang trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao anh xa con tàu, lệ em tuôn mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Rất là dễ thương. Xin cảm ơn chị Minh Hiếu đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. I love you too, come on. Chị cảm ơn hai em. Thay mặt chương trình thì em chúc chị sẽ thật nhiều hạnh phúc, và anh này sẽ dìu dắt chị đi hết quãng đời còn lại. Chúc chị sẽ thực hiện ước mơ của mình. Và em có một món quà của chương trình gửi tặng đến chị. Chị cảm ơn hai em và cảm ơn chương trình đã dành riêng cho chị ngày hôm nay. Cảm ơn.